Dại quá em ơi. Nếu phải là tôi thì chắc chắn là tôi chọn Rudolph. Mà tất nhiên là chọn Rudolph. Rudolph quá đỉnh ấy. Vừa sầu có, vừa quáng sợi. Anh thấy mà con bé Roxanne này cũng chẳng biết thân biết phận, mới được dăm bữa nửa tháng mà đã buồn rười rượi. Đi qua lâu đài thì nó lúc nào cũng vừa đây, ai bảo cứ có danh vọng là có hạnh phúc đâu ạ. Cứ như tôi đây này, tỏa sáng, thế mà đêm nào cũng nằm không ướt hết đầu gối. Mà cũng chẳng biết được, chưa chắc quay về với Flynn, không sai nữa có được hạnh phúc. Mà giờ này Flynn đang làm gì nhỉ? Có ai biết Flynn đang làm gì không? Tôi lại hỏi người bạn. Sự thật là... Sự thật là... Flynn làm được rất nhiều thứ. Nào là nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo. Ông xin nào mà chẳng làm được. Mặc dù ông xin bây giờ cũng chẳng rẻ rúng gì.